chục bộ đánh trứng của bên em. Thì máy có tổng cộng là 4 dung tích, từ 10 lít, 15, 20 và 30. Máy có chức năng cả đánh trứng, đánh kem và cả trụi bụng. Đây là càng đánh của máy. Máy có tổng cộng là 3 càng, phù hợp với cả 3 kích cỡ của máy ghi ở trên đây. Đây là 3 kích cỡ của máy mình điều chỉnh theo nhu cầu của mình. Còn đây là 3 càng của máy. Ở đây có một cái tay gạt để mình có thể điều chỉnh cái cối lên xuống trong quá trình mà mình sử dụng. Máy là hàng nhập khẩu của Trung Quốc và chính sách bảo hành là 1 năm, hỗ trợ vận chuyển trong nội thành Hà Nội. Tiếp tục vận hành. Bây giờ thì mình sẽ vận hành thử máy. Vận hành rồi lưu ý. Ví dụ như khi trong trường hợp mà mình muốn đổi tốc độ đánh thì trước tiên là mình sẽ phải tắt máy, vặn càng đánh cũ ra. Vặn thì nó rất là đơn giản như thế này thôi, lắp càng mới vào, sau đó chuyển sang tốc độ đánh mới rồi mới bắt đầu được bật máy, để tránh tình trạng mình sẽ bật máy trong quá trình mà vẫn đang chạy như này, thay đổi tốc độ nó sẽ nhanh bị hỏng ở trong trong. Thì đấy là cách sử dụng máy cho nó tạo độ bền tốt hơn. Đấy, có 3 cái cỡ khác nhau, 3 tốc độ đánh khác nhau, 3 càng đánh khác nhau, phù hợp với nhau ít cỡ. Đây, mình sẽ lấy cái càng chậm nhất. Đây là càng để đánh bột, dùng đánh sẵn. Thì cái cơ chế hoạt động của máy là như vậy. Về cái các cái này, ví dụ như hư hỏng hay là thay thế thì hư hỏng thì thường thường như máy này, cái này sẽ có về cái càng đánh trứng thì sẽ có phụ kiện để thay thế. Còn như mấy càng khác, ví dụ như càng đánh bột hay là này thì cũng có, nhưng mà mình sẽ phải đợi thời gian nó đặt hàng. Còn càng đánh trứng thì hầu như là sẽ có sẵn. Thì đấy là về cách vận hành của mình.